là rất dễ sụt lún. Ông nhặt viên gạch ông cho vào bánh và nó lên ngay. Cho viên gạch vào thì nó mới ăn được. Rồi. Lùi lại đi cho thêm ôm nữa mà. Đấy, ông nhặt mấy cái này cho vào.
lấy hai viên gạch cây này, ông cho vào hai bên bánh nó lên luôn. Nó phải có chỗ bám, nó quay cái viên gạch vào đấy. Cho viên gạch vào đấy là được. Đấy, cho viên gạch cây vào đấy. Đây, để hai viên gạch nó bám vào viên gạch phát là nó nhảy lên là nó có đà ấy mà. Lên thì mẹ quan trọng là lên được cái chỗ kia ấy. Có nghĩa là bây giờ nó phải thoát được chỗ này đã. Bên này ông cứ để luôn viên gạch, không cần phải đào nữa đâu. Để luôn viên gạch phát là nó để sát vào lốp là nó có cái có cái chỗ để nó cày vào đấy là được. Lùi lại nữa là lên.
rất khó khăn các bạn nhá, không có cái giải pháp nào khác cả. Lùi lại giật phát nữa đi. Rồi giật mạnh phát kia lên được ấy. Hãy cho lốt lại viên nữa vào đấy xem nào. Đấy thì các bà đun hộ tí vậy. Rồi hai bà ra đun đấy. Rồi đun đi bà ơi. Rồi có mấy viên tí phân sang được hoặc là ông ấy lùi lại giờ. Bà nào ra bỏ cái xe đạp ra cho người ta lùi. Bỏ cái xe đạp ra. Rất khó khăn các bạn nhé, vô cùng là càng khó. Trông đơn giản vậy thôi nhưng mà để mà vận chuyển được một bà ơi, bà bỏ cái dâm ra kia.
bà phải hy sinh mấy cây ngô. Các bạn có thể thấy đổ được một chuyến xe không phải đơn giản nhé. Bây giờ bác tài xế chúng ta phải lùi ra tận ngoài kia. Chặng đường lùi rất là xa các bạn nhé. Rồi, tiến lên đi. Rồi. Này, xa lầy rồi các bạn ạ. Nhưng mà xe không thì nó còn dễ lên. Liên tiếp ra này các bạn. Bây giờ đến xe không đi ra còn khó. Và như này phải nói là cân đáo rồi. Đào bên kia ít là lên thôi. Kia lùi được ra áng nhục.
thấy làm nghề công nông không hề đơn giản nhé. Kiếm được vài chục nghìn nó rất khổ. À, cuối cùng thì cũng thoát được lạn đấy nhé các bạn nhé. Vừa rồi là phải đùn nó mới lên được các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Video nó rất là dài rồi. Và mình chính thức gieo đây. Bây giờ bác tài xế chỉ có lùi lên trên đường to thôi.